Ok, hai xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình là Gadi. Và hôm nay mình sẽ reset một cái video Minecraft về Minecraft Real Life. Thì mình đã có reset mấy cái video Minecraft Real Life nhiều rồi, nhưng mà nó về kiểu mấy con mớp thôi mà. Nhưng hôm nay mình sẽ reset về item trong Minecraft, kiểu như là cái dương nè, cái táo vàng nè hay gì đó ấy, cho nó thú vị đúng không? Rồi, không vòng vòng nữa thì mình sẽ vô luôn video. Đây, kênh của người này tên là BVZ. Mình không biết là đây là một kênh nhiều người hay là một YouTuber nữa, mình cũng chưa để ý lắm. Nếu bạn thích thì các bạn có thể vô kênh này và xem về những video Minecraft của kênh này nha. Ok. Mới vô chúng ta sẽ có một dòng chữ Minecraft in real life. Wow. Skeleton Minecraft và skeleton bình thường, đã có gì hết. Quá bình thường đúng không? Mấy lần trước coi nó cũng vậy, cũng bộ xương thôi. Khá là khác đấy. Hình như người ta không dùng mấy cái hình ảnh trong Minecraft thật, người ta chỉ dùng mấy hình ảnh Minecraft mà xây ấy, hoặc là logo ấy, ấy là Lego chứ mình nhầm. Đây các bạn thấy không, người ta xây, người ta gắn vô ấy, rất là hợp lý. Cá heo Dolphin. Lần trước mình coi cũng đâu có cá heo đâu, lần này coi lại có cá heo này. Ôi vãi thật, Snow Goleo kìa. Ok, tạm chấp nhận được, cũng khá giống, nhưng mà mấy cái ở nút giữa ấy không có này, mấy cái 1, 2, 3 chấm đen ấy không có nên là nó hơi khác một xíu. Rồi. Ai, khác nhau hoàn toàn các bạn ạ. Một bên là giống dùa xanh lá cây và một bên là giống dùa màu nâu. Ok, không có giống chút nào. Ai, dùa thì giống rồi nhưng mà màu nó không giống. Wow. Đúng là mình thích kim cương Minecraft hơn mình thích kim cương ngoài đời các bạn ạ. Nhìn viên kim cương ngoài đời không khác gì một cục đá phát sáng bình thường. Ở viên kim cương Minecraft mình cảm thấy nó lại quý rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mình thích kim cương trong Minecraft. Một cái chest và một bên là một cái chest đựng lọ thuốc à. Ui, chest bên Minecraft đời thật ra thì nó có thêm cái ngăn kéo ở phía dưới nữa. Ôi vãi thật. Oh my god, Alex. Tạm chấp nhận, tại vì bên đây là một người chơi có này thôi chứ Alex thì không có ngoài đời đâu, chỉ là cấp like lại thôi. Ui, nhìn con dơi mình sợ vãi, nó là cái thứ đem virus về nghe thật sự. Drill. Ok, bên đây drill kim cương, bên đây drill sắt. So sánh vãi thật, một bên drill kim cương, một bên drill sắt. Oh my god, mà bên đây có lại có thêm một con chuồn chuồn lên đậu nữa, khá hợp lý. Right, ta sẽ qua thề con rồng Ender nha. Wow, ở ngoài đời mình chưa thấy bao giờ thấy con rồng nha, không bao giờ thấy được con rồng. Ok vàng nè, vàng 999 luôn nha. Wow, ai có cục vàng đó là giàu có luôn. Đuốc, tạm chấp nhận, đuốc vàng này hơi bị to ấy các bạn thấy không. Cái đuốc bên đây là một cái đuốc cầm tay rất là nhỏ, còn bên đây là một cái đuốc, là một cái cây khổng lồ, một cái cây rất là thân, rất là to đấy. Cái cây bị cháy thì mình thấy còn giống hơn. Cừu thì giống rồi, bộ lông nè, khuôn mặt cũng vậy luôn. Ui, ủa, con cáo dễ thương vậy. Thề luôn, con cáo ngoài đời đúng dễ thương ấy. Panda. Ui, sao panda trong Minecraft lại vậy. Hình như cái người này làm lúc đó chỉ có bài phiên bản 1.14 hay sao ấy, nên là lấy cái chế độ mod ra. Nhìn đúng khác luôn ấy, không có dễ thương chút nào hết. Trời, con gái của mình. No, linh thú của mình tại sao lại làm bằng giấy nhìn kỳ vậy. Cái này chỉ cần một miếng lửa nhỏ thì chắc cháy con gát luôn ấy. Mà con gát trong địa ngục nó lại không sợ lửa đúng không. Ok, cá bạc. Mình không ngờ là ngoài đời nó cũng có con cá bạc luôn ấy. Cá bạc này hình như mình hồi đó mình rất xịn có rồi này. Kiếm kim cương, qua đây là một thanh kiếm sắt và một cái khiên. Ok, sweet. Khá là khác nhau các bạn à. Con mực nó phải màu xanh chứ con mực này mực nướng này, nướng lên này nó mới màu đỏ này. Đúng vậy, mực nướng ấy. Người thành mực nướng thôi. Wow. Polaper. Bơ. Ok, polaper. Thì con tuyết. Heo. Ok, bên đây tại sao lại để con heo có yên cưỡi vô. Bên đây lại không có. So sánh hơi khác một xíu. Wow, mèo rừng. Mèo rừng bên đây là hơi bị to rồi đấy. Ui, manga kobe. Ok. Mình không hiểu tại sao lại bên đây lại là một cái dòng chảy dung nham mà đi so với lại một con manga kobe, một con vật nhúng nhúng được. Chẳng lẽ một con manga kobe là một cái khối dung nham biết nhảy ta.
manga mình đọc lộn bạn mắc ma nha. Cho những bạn nào mắc công comment phía dưới là mình đọc lộn, ok. Mình đọc manga quen rồi. Sorry. Ui vai tao vàng. Tao vàng cái vàng. Enderman là bằng hộp chứ ngoài đời không có nha. Ngoài đời ta có lay bằng hộp thôi. Wow, con gà. Yes. Ồ, y chang luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn đúng không? Y chang luôn. Đấy, so sánh vậy mới thật nè. Wow, lạc đà không vui. Ui, y chang luôn. Đấy, về sau mình cảm thấy nó y chang. Wow. Được đấy. Cái bánh đấy các bạn ạ. Người ta làm bánh ấy. Cái bánh thành khối cỏ luôn, quá là hợp lý. Wow, giống ấy. Nhưng mà thỏ trong Minecraft là mắt nó ở phía trước lại, nó không ở hai bên. Dân làng có lay. TNT. TNT ngoài đời thì người ta dụ một cục lại, còn này là một lóc. Ui, con này mình thấy rồi nè, ghê vãi. Ok, bị lửa. Bị lửa thì người ta ngồi, người ta cũng có lay luôn, người ta làm bằng Lego ấy. Ok, cái cua. Ôi, lại là Lego các bạn à. Tại người ta đã xếp giấy không à. Xếp giấy thành hình cục cục ấy như trong Minecraft ấy. Oh, sói kìa. Cái trang bữa mình review nó cũng lấy cái hình sói này nè. Oh. Đúng chắc mẹ tròn con vua các bạn. Hôm bữa cũng lấy cái hình này nè. Ôi vãi thật. Ok. Biết. Cái cuốc. Ôi, cái cuốc nhìn lạ lắm các bạn à. Nó khác hoàn toàn Minecraft ấy. Wow. Phù thủy trong Minecraft mà xinh như vậy chắc mình không đánh đâu. Ok. Zombie. Khác hoàn toàn. Vậy bên đây không có màu xanh. Bên view line không màu xanh. Wow. Ui. Người này có lay thành golem luôn kìa. Xách một cái lồng đèn bí ngô với lại một cái đó ho. Vãi thật dễ thương. Wow. Bạch mã. Oh my god, slam kìa. Ôi, hết luôn rồi. Hôm nay chúng ta lại coi như cái rút lại thật sự khá là. Mình cảm thấy mình nhận xét về cái video này á, là anh này làm về view like ấy. Thì alo, không phải anh này làm kênh này chứ. Kênh này làm về view like mình cảm thấy nó ít ít giống hơn mấy cái kênh khác làm về view like, kiểu như là con Enderman đúng không? Thì kênh này á là lấy một cái Lego ở ngoài đời. Mình cảm thấy nó không có chân thật lắm. Nếu mà ngoài đời mình có một con Enderman thì hoặc là cái thực tế cũng được ấy, nó mình cảm thấy nó giống hơn. Chứ Minecraft ở ngoài làm Lego mình cảm thấy nó sao sao ấy. Ấy như là kiểu này nè, ấy như là kiểu này con quẹt trong Minecraft xong để một cái ảnh con quẹt ngoài đời thật luôn ấy, y chang luôn ấy. Cái này mới gọi là view like ấy. Hoặc là cái này cũng được, cái bánh kem nó cũng khá là giống khối cỏ nên là lấy vô cũng được ấy. Còn Chinchi thì cũng được rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Thì hôm nay mình không ra sinh tồn bởi vì là mình không có nhiều thời gian để làm video sinh tồn ấy. Là hẹn ngày mai mình sẽ làm mặt rộng cho bạn xem nha. Còn bây giờ thì bye bye.